là một trong những công trình mang tính lịch sử và lâu đời nhất thành phố Hồ Chí Minh. Thảo Cầm Viên Sài Gòn không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là biểu tượng văn hóa đặc trưng của thành phố mang tên Bác. Được xây dựng cùng lúc với Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, nhà thờ Đức Bà và chợ Bến Thành, Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xem như một chứng nhân của lịch sử đã cùng đi qua những thăng trầm của con người, và vùng đất này mang một sắc thái riêng biệt với sức sống bền bỉ. Được xây dựng vào ngày 23 tháng 3 năm 1864, Thảo Cầm Viên Sài Gòn có tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Người có công xây dựng nên Thảo Cầm Viên Sài Gòn là đô đốc toàn quyền Đông Dương Pierre Paul de la Grandière, với tham vọng dùng nơi này để nâng cao văn hóa và các hoạt động bảo tồn động thực vật, cũng như phục vụ công trình nghiên cứu cho các nhà khoa học Đông Dương. Năm 1865, công trình hoàn thành với nhiều loại thú và cây quý hiếm được nhập về từ các nước lân cận như Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia và được mở rộng đến 20 hectare. Người dân Sài Gòn trước đây quen gọi Thảo Cầm Viên Sài Gòn là sở thú, và tên gọi phổ thông này vẫn gắn liền với Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho đến tận hôm nay. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ở số 2 Nguyễn Bính Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục đón hàng triệu lượt du khách đến tham quan hàng năm. Để phục vụ lượng du khách ngày càng tăng, Thảo Cầm Viên không ngừng nâng cấp và xây mới khuôn viên với nhiều hạng mục công trình như đầu tư xây dựng kè đá dọc kênh Thị Nghè, cải tạo hệ thống thoát nước và hệ thống dây điện trần, xây dựng tường rào dọc đường Nguyễn Bính Khiêm, cải tạo và mở rộng các chuồng thú cho phù hợp với đời sống sinh thái của từng loại thú. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 1990, Thảo Cầm Viên Sài Gòn trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các vườn thú Đông Nam Á, CISA, và là thành viên của Hiệp hội các vườn thú thế giới, WADA, vào năm 2012. Sau 155 năm xây dựng và phát triển, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã trở thành một trong những vườn thú lớn nhất nước với hơn 1.000 cá thể động vật thuộc 125 loài, hơn 2.000 cây thân gỗ thuộc 360 loài, 23 loài lan nội địa, 33 loài xương rồng, 34 loài bonsai và thảm cỏ xanh trên diện tích 16,9 hectare. Thảo Cầm Viên Sài Gòn không chỉ là một trong những công viên vui chơi giải trí ưa thích nhất của người dân thành phố Hồ Chí Minh, mà còn cả người dân của các tỉnh thành khác. Với những nét riêng độc đáo, lưu giữ và trưng bày bộ sưu tập động thực vật quý hiếm, Thảo Cầm Viên không chỉ là điểm đến quen thuộc của người dân thành phố mỗi dịp cuối tuần, mà còn là địa chỉ bỏ túi của du khách muốn cảm nhận một Sài Gòn khác biệt, thoát khỏi những ồn ào náo nhiệt của phố thị, trải nghiệm buổi sáng của thành phố giữa không gian mướt xanh, hay một buổi chiều êm đềm tản bộ dưới những tán cổ thụ rực rỡ nắng. Nếu như năm 1975, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chỉ có hơn 100 cá thể với 60 loài động vật, thì đến nay, bộ sưu tập động vật đã lên đến trên 1.000 cá thể với hơn 125 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm của Việt Nam và thế giới. Đến Thảo Cầm Viên để ngắm nhìn loài hà mã nước quý hiếm to lừng lững với lớp da căng dày, nâu bóng, may mắn chiêm ngưỡng vũ điệu duyên dáng của những chú công xòe đuôi, lạc mình trong sắc đỏ rực rỡ đến mê say của đàn cò đỏ. Và hơn hết, đây sẽ là cơ hội có 102 cho bạn mục sở thị 3 trong khoảng 3.200 con hổ trắng tuyệt đẹp còn lại trên thế giới. Bên cạnh các loài động vật bản địa, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn là ngôi nhà chung nuôi dưỡng thành công những loài thú quý hiếm vốn có môi trường sinh sống tự nhiên khác biệt. Quá trình này đòi hỏi một sự đầu tư nghiêm túc từ khâu chọn lọc kỹ lưỡng và nhập thú về, tạo chuồng trại phù hợp với điều kiện sinh sống tự nhiên của thú, cho đến việc chăm sóc và nuôi dưỡng hàng ngày để thú có thể thích nghi tốt nhất với môi trường sống tại Việt Nam. Các loài thú nhập ngoại hiện có tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đều thuộc hàng quý hiếm trong tự nhiên như tê giác trắng, linh dương sừng xoắn, linh dương đầu bò, ngựa hoang, hà mã lùn, cò đỏ, khỉ râu trắng. Việc giao lưu hợp tác với nhiều vườn thú trên thế giới, Đức, Nhật Bản, Singapore, Malaysia đặc biệt được chú trọng làm cho bộ sưu tập động vật ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Có rất nhiều loài thú lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như hà mã, cọp Amu, đười ươi, hươu cao cổ, cọp Bengal, ngựa vằn. Đặc biệt, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn nhân giống thành công các loài động thực vật quý hiếm
với mục đích gia tăng số lượng cá thể các loài này và thông qua đó bảo tồn nguồn gen và duy trì sự đa dạng của các loài trong tự nhiên, góp phần gìn giữ hệ động vật đa dạng chung của trái đất. Nếu đã lâu không đến Thảo Cầm Viên thì bạn sẽ thấy rất bất ngờ khi dạo quanh công viên thời gian gần đây, bởi Thảo Cầm Viên ngày nay không còn là những không gian trưng bày thú khô khan, những chuồng nhốt thú cứng nhắc, mà thay vào đó là các mô hình vườn thú mở. Các loài thú sinh sống trong không gian tự nhiên mở, được ngăn cách với du khách bằng hàng rào, con suối, tạo cảm giác thân thiện giữa con người và thiên nhiên. Tham quan cuộc sống tự nhiên của động vật, hay có thể tự mua thức ăn, trải nghiệm cảm giác vừa thích thú, xen lẫn chút hồi hộp khi chính mình bón ăn cho những con vật hiền lành và đầy thân thiện này là hoạt động yêu thích của các du khách, đặc biệt là các du khách nhỏ tuổi. Với thiết kế không gian mở, hòa mình với thiên nhiên, việc đến gần, tiếp xúc với các cư dân thân thiện của vườn thú đem lại nhiều trải nghiệm mới lạ, giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc vui chơi thú vị. Các em nhỏ thì dạn dĩ với động vật, còn người lớn thì như được quay về với không gian tuổi thơ. Không phải ngẫu nhiên mà giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp này, Thảo Cầm Viên lại được ví như một mảnh rừng còn sót lại của rừng Đông Nam Bộ xưa kia. Nơi đây được nhiều người xem như là một báu vật quốc gia. Thảo Cầm Viên Sài Gòn hiện có trên 2.000 cây thân gỗ thuộc 360 loài, từ cây sọ khỉ có chu vi thân đến 10 mét, tuổi thọ gần 150 năm, đến những cây xanh có trong danh mục sách đỏ của Việt Nam, cẩm lai, gián hương, gõ đỏ, 23 loài hoa lan rừng độc đáo, và bộ sưu tập xương rồng, bonsai, kiển cổ rất có giá trị. Chính sự đan xen giữa các thành phần cây thân gỗ, thảm thực vật làm cho Thảo Cầm Viên như một khu rừng tự nhiên giữa lòng thành phố. Nhiều loài cây đại mộc nhiệt đới từ châu Mỹ, châu Phi, Đông Nam Á được du nhập. Một số cây ăn trái thuộc khu vực Đông Nam Á được trồng, từ phượng vĩ, mô hoa đào, tường vi. Cứ thế, các loài cây rừng của Thảo Cầm Viên thay nhau tô điểm cho cảnh quan nơi đây. Khi đi dạo trong công viên, hít thở không khí trong lành, du khách sẽ có cảm giác thư thái, yên bình, bao nỗi lo âu phiền muộn như bỗng tan biến. Cái giá trị thực sự của một nơi được gọi là lá phổi xanh của thành phố chính là đây. Gìn giữ và phát triển một trong những lá phổi xanh lớn nhất thành phố không phải là một công việc dễ dàng. Để có được thành quả như ngày hôm nay, đòi hỏi cả một sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ công nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Trong những năm gần đây thì chúng tôi tập trung chú trọng vô cái công tác trưng bày và công tác bảo tồn. Thứ nhất, đối với động vật thì chúng tôi sẽ xây dựng các cái chuồng trại phù hợp với tính năng và công tác trưng bày để làm sao đó nó phù hợp với cái điều kiện sống của con vật. Và chú trọng hơn là chúng tôi chú trọng về cái công tác bảo tồn. Hiện nay chúng tôi, trong đối với động vật, chúng tôi cho sinh sản rất nhiều loài quý hiếm, những loài trong sách đỏ mà có khả năng tuyệt chủng. Còn đối với thực vật thì chúng tôi tạo ra các cái cảnh quan, các cái không gian xanh phục vụ cho người dân. Đồng thời chúng tôi cũng thực hiện cái công tác bảo tồn là nhân giống các cái loài thực vật trong sách đỏ. Trong năm rồi chúng tôi đã nhân giống được trên 1.000 cây và chúng tôi dự kiến đối với những loài này chúng tôi cũng sẽ đưa về rừng. Thời gian gần đây chúng tôi thực hiện một cái nhiệm vụ mới, xây dựng cái chương trình tiết học ngoài nhà trường dành cho cấp 1, cấp 2, cấp 3 và bậc đại học. Và để phục vụ cho chương trình này thì chúng tôi đã xây dựng tới 50 cái trạm dạy học, đồng thời xây dựng một cái nhà bảo tàng động thực vật phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh và sinh viên. Bên cạnh chức năng giải trí mang đến cho du khách những giây phút tham quan, thư giãn lý thú, với hệ động thực vật phong phú, đa dạng và được chăm sóc một cách gần gũi nhất với môi trường tự nhiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn được biết đến với các chương trình giáo dục và nghiên cứu trên diện rộng. Mỗi năm có hàng chục ngàn lượt học sinh từ mầm non đến trung học tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long,
Đồng Nai, Tây Ninh tham gia chương trình giáo dục tại đây. Chương trình được xây dựng theo mô hình của các nước tiên tiến trên thế giới nhằm mang đến cho các em học sinh những trải nghiệm trực quan, sinh động nhất về thiên nhiên. Tại khu vực vườn cây của em, ngoài không gian mở giúp trẻ hòa mình với thiên nhiên, tìm hiểu trực tiếp các loại cây cỏ, trẻ còn được vận động và tiếp nhận các kỹ năng lao động như chọn cây, xới đất, vun tưới. Từ đó, không chỉ hình thành trong trẻ lối sống tình cảm, thêm yêu thiên nhiên, môi trường, mà còn dạy trẻ trách nhiệm với những gì mình làm ra từ việc chăm bón cây sau khi trồng, theo dõi sự phát triển của cây. Chương trình giáo dục bảo tồn và bảo vệ môi trường tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn được chia thành nhiều chuyên đề dành cho các độ tuổi và cấp lớp khác nhau. Trong khi các bé nhỏ từ 3 đến 5 tuổi tìm hiểu về cây cỏ và con vật, các bé lớn hơn sẽ được học về các chương trình cụ thể như nơi sinh sống của các động thực vật, học sinh lớp 2, hoặc quá trình sinh sản của động vật như học sinh lớp 5, và các chương trình đặc thù khác dành cho học sinh trung học. Không gian rộng lớn, trong lành, cùng với hệ động thực vật đa dạng, đầy màu sắc của Thảo Cầm Viên, mang lại cho các em học sinh những giờ phút học mà chơi, chơi mà học, đầy thư giãn và thú vị. Từ năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng phối hợp tổ chức chương trình Tiết học ngoài nhà trường. Chương trình được thiết kế nhằm mục đích mở rộng không gian lớp học cho học sinh với phương pháp thực học, thực nghiệm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất đạo đức người học, tạo sự tương tác hiệu quả giữa các em học sinh trong việc xây dựng môi trường giáo dục toàn diện. Qua đó, nâng cao ý thức của học sinh trong công tác bảo tồn sự đa dạng sinh học của thế giới sống nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đến với Thảo Cầm Viên, du khách không chỉ được tham quan động thực vật, tận hưởng không khí trong lành, không gian yên tĩnh mà còn được trải nghiệm các dịch vụ thú vị. Sân chơi nước miễn phí này được mở cửa vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, luôn là nơi mang đến những tiếng cười rộn rã cho các em thiếu nhi. Bên cạnh đó, còn có nhiều trò chơi sôi động dành cho mọi lứa tuổi. Các trò chơi cảm giác mạnh là điểm vui chơi rộn ràng cho các em thiếu nhi, là nơi để các em được vui chơi thoải mái sau những giờ học căng thẳng. Đặc biệt, vào những ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, Thảo Cầm Viên còn tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, các tiết mục xiếc đặc sắc đem đến không gian sôi động, thư giãn. Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xem là một công viên khoa học về tự nhiên nổi tiếng ở Đông Nam Á, là một khu bảo tồn thiên nhiên giữa lòng thành phố. Từ lâu, nơi đây đã được xem như một bảo tàng sống sinh động. Có rất nhiều công trình nghiên cứu sâu rộng về thiên nhiên, môi trường, hệ động thực vật đã được thực hiện tại đây. Bên cạnh những công trình nghiên cứu do Thảo Cầm Viên Sài Gòn tự đầu tư và thực hiện, vườn thú lâu đời này còn được các đối tác chọn làm môi trường tiêu biểu để thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu và mang tầm vóc quốc tế. Đến với Thảo Cầm Viên vào những buổi chiều tà êm ả hay buổi sớm mai khi những tia nắng đầu tiên đánh thức cây cỏ hoa lá, cái thời điểm đẹp nhất, không khí dịu dàng nhất trong ngày, người ta mới thực sự cảm nhận được cái thú vị rất riêng của Thảo Cầm Viên. Trong lịch sử hơn 300 năm của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, ít có công trình nào tồn tại và gắn bó như một phần cơ thể của đô thị, đứng vững trong mọi thăng trầm của lịch sử và trở nên thân quen với mọi tầng lớp nhân dân như Thảo Cầm Viên. Hiện mỗi năm, nơi đây đón khoảng 2 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch. Với những thế hệ công dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên là biểu tượng văn hóa của thành phố mang tên Bác, mang trong mình nhiều ký ức về một Sài Gòn xưa, một nét riêng đặc sắc. Còn trong mắt trẻ thơ, Thảo Cầm Viên lại là một sân chơi gần gũi, vui tươi, là nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo. Cũng chính từ nơi đây mà những kỷ niệm đẹp của tình yêu thương gia đình lại càng được nuôi dưỡng, vun đắp. 155 năm hình thành và phát triển, Thảo Cầm Viên Sài Gòn không đơn thuần chỉ là thế giới cổ tích của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, một điểm tham quan thú vị đối với người dân và du khách, mà hơn hết, nơi đây còn là một báu vật xanh của thành phố với những giá trị trường tồn theo thời gian.